Bạc ơi, chị Út Bạc đến từ Thượng Hòa. Chị ơi, mình đi từ Thượng Hòa qua đây sao không chị? Ba chục cây số chạy xe máy. Xã Đông Hưng sẽ tổ chức cái buổi sinh hoạt xe dọc hôm nay ở nhà anh Thảo. Vô nhớ bọn xuống nhớ vô đi mấy chú ơi, cùng ly con cái đi, cùng ly trên trang biệt tối thứ 11 là có đăng về cảnh báo về ngộ độc uống rượu nhiều đó, mấy chú nên lên đó xem nha. A cộng biệt tối thứ 11. Dạ đúng rồi, uống cái tơi mà người lít tơi hả chú. Sinh hoạt của câu lạc bộ đường ca tài tử thì chúng ta nhậu trước khi chúng ta hát nha bà con. Bác giống cổ đi. Chị em hôm nay đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này là lẩu gì vậy? Lẩu gà. Cô ơi, rồi sinh hoạt tháng nào cũng ăn hoành tráng vậy hả cô? Rồi sung sướng quá. Rồi tháng tới là ở Thuận Hòa rồi cho ăn cái gì cô? Đông Hòa là mời bọn con ăn, mọi người ăn cái gì? Thì mình cũng làm đủ cốt luôn. Rồi mực, những mực né rồi gì đó. Rồi giờ nếu mà bà con ở Đông Hòa mà muốn tham gia câu lạc bộ liên lạc với chị đúng không? Chính xác không? Rồi. Xin chào cô. Xin chào tất cả bà con ở thứ 1. Mình là tên Thu Phương. Mình là ở ấp Bằng A, Thượng Hòa, Minh Kiên Giang. Mình đã tham gia câu lạc bộ năm nay là 3 năm rồi. Mình cũng sinh hoạt mỗi một tháng cũng một lần. Mình đã tham gia câu lạc bộ rất vui. Bà con ơi cũng là tham gia câu lạc bộ của mình để cho vui.